lại những buồn vui trôi qua mơn. Quý vị đang thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Sai Mùa Mưa qua hai tiếng hát MC Nguyên Thảo và bé Tuyết Mai. Đoàn tàu đi
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của Tuyết Mai và MC Vy Thảo rất là nhiều. Và để